Thank you.
mẹ có nghĩa là duy nhất, một vòng trời, một mảnh đất, một vầng trăng. Mẹ không sống đủ trăm năm, nhưng đã trăm con, dư giả, đủ cười và tiện nạn. Và điều này là do những cảm nhận tương lai để mở đơn tâm những công việc, những xúc cảm của chúng con như ngày tương lai về. Bởi phật đời phạm nhân chẳng nguyên sẽ đại diện với những người con những ngày tương lai bảo hiểm chân lời cảm nhận mẹ cha nam mô a di đà phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, con phật tử chánh huy xin đọc bài cảm tưởng tình cha tình mẹ. Vu Lan một lần nữa lại trở về. Vu Lan hai tiếng sau bạn nghe thân thương đến thế. Trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta, ai mà chẳng có cha mẹ, nhưng có lẽ thank you.
giờ này trong tinh thần tri ân và tôn hiền đức tăng. Kính bạch chư tôn hiền đức ni, kính thưa quý phật tử đang hiện diện, y sĩ Huyền Không đã viết mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Thật vậy, nơi mảnh đất này cách đây hơn 60 năm, một số dân làng theo nghị định khẩn hoang lập pháp của tỉnh Quốc Tuy ngày trước đã tụ tập về đây khai khẩn đất hoang, thành lập xóm làng và an cư lập nghiệp. Thấy được sự cần thiết về tín ngưỡng tâm linh, một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống tinh thần của hầu hết tất cả mọi người, dân làng ngày đó đều thống nhất thành lập một cơ sở tôn giáo để mỗi tối sau ngày dài sinh hoạt lao động quần nhọc, họ được gieo từng lời kinh tiếng mõ ngân vang vào bàn thức. Vậy là chùa Bảo Hải ra đời từ ý nghĩa đó. Trải qua 62 năm tồn tại, qua nhiều đời trùng tu, chùa nay tương đối khang trang, nhưng những người xưa đã lần lượt ra đi. Hôm nay trong ngày những vị đã khổ công gầy dựng tạo lập và sống trọn vẹn với ngôi chùa trên mảnh đất này, lời sau cùng thành tâm kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe an vui bên ngôi tam bảo và gia đình. Nam mô Hoa Nghĩa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hoa Nghĩa Tạng Phật. Và vừa rồi là bài chia sẻ của Ni Sư Trì Từ mời nhạc em Phật tử thay trong tinh thần tri ân và bảo ơn một nghĩa cử cao đẹp mà Ni Sư Trì đã dành đến cho cả Phật tử cao niên, những ân nhân, những người có sự đóng góp rất lớn cho một từ bảo ơn, một tràng pháo tay thật dài để tạ ơn và khích lệ. Vô Lăng Viên Khởi đại diện một kiêm lên Bồ Tát vào giờ này để chuẩn bị cho vị sư cô trong một tự dân lời cảnh tuệ chư tôn đức, mời các em trong ban trực thiện mời các vị phật tử tuổi về lại vị trí của mình để cùng tham dự dân lời cảnh tuệ. Nam mô A Di Đà. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng, kính thưa quý ni trưởng, ni sư, chư tôn đức ni cùng tất cả quý phật tử thân thương, báo hiếu mùa Vu Lan được xem là một trong những đạo lý cao đẹp mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy cho chúng đệ tử, đã trở thành truyền thống được duy trì từ xưa đến nay. Vào mỗi dịp này, người thế gian thường nhộn nhịp sắm sanh phẩm thực, thiết lễ trai tâm, cúng dường tam bảo, nguyện đem phước lành cầu nguyện cho phụ mẫu hiện tiền được tăng long phước thọ, phụ mẫu quá vãng sớm được siêu sanh. Mùa Vu Lan đến cũng là thời khắc chư tôn hiện đức tăng ni sau 3 tháng an cư kiết hạ tịnh tu đạo nghiệp, tăng thêm tuổi đạo. Trong dịp quan trọng này, gợi nhắc tinh thần tri ân báo ơn của hậu bối đối với những bậc trưởng thượng. Hôm nay với ý nghĩa đặc biệt sâu sắc ấy, chư ni chúng con thành
trước Phật đài.